Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bắt giam Vi Bảo Châu, sinh năm 1998, trú tỉnh Đồng Nai vì mạo danh tài khoản những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của các nhà hảo tâm. Lợi dụng việc một số tổ chức, cá nhân thông qua mạng xã hội đứng ra kêu gọi từ thiện nhằm giúp đỡ người thân, bạn bè vượt qua khó khăn, Vi Bảo Châu đã mạo danh tài khoản của những người kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của gần 700 nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Người ít nhất là 50.000 đồng, người nhiều nhất là 15 triệu đồng. Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam Vi Bảo Châu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.